Rồi, hello em, Di Cá chào anh em ha. Rồi, sáng ngày hôm nay thì em lên cho anh em biết pin cỏ này em lôi trong đây ra anh em. Đó, pin nè, hàng điện nè, điện hàng thùng. Đấy, đồ, ít đồ rồi, dây điện rồi kia. Đấy. Rồi, cái này thì em giới thiệu luôn thì hàng bên em thì tất cả là điện 100V nha. Hàng toàn bộ điện 100V, còn pin thì nó là xài pin thì em chỉ là bao máy sóng cho anh em thôi, con nào mà em test không chạy làm bán xác luôn đấy. Còn hàng điện thì cũng vậy, con nào sống thì sống, con nào chết thì chết nha đấy. Còn vấn đề ship thì anh đã kia anh em nha, đó nó là ship 30k một đơn, trên trên 150 là em bao ship anh em nha. Hàng mà trên 150k thì em sẽ bao ship cho anh em, bởi vì đợt này em chia nhỏ ra từng cái một quá, cho nên là cái hàng giá trị rất là thấp, cho nên là dưới 150 em không bao ship được anh em nha. Đấy, còn trên 150 thì em sẽ bao ship cho anh em. Đấy, rồi cái này thì đây anh em mỗi một con nó có một cái mã số khác nhau anh em. Anh em nhìn kỹ mã số xong rồi anh em gọi cho em sẽ chốt cho anh em theo mã số nha. Và khi chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng là 50k trở lên, nhỏ nhỏ thì 50, còn lớn thì cọc 30%. Đấy, còn lại bao nhiêu em sẽ gửi về đến nhà, khi nhận hàng anh em khui thùng kiểm tra đúng với hàng của mình đặt thì anh em thanh toán sau cái phần còn lại, còn nếu mà có sai sót gì thì anh em vui lòng gọi lại giúp em luôn để em giải quyết ngay lúc đó luôn anh em ha. Anh em đừng có nhận xong em không có giải quyết được, anh em thông cảm nha. Đấy, có bởi vỡ thiếu sót gì đó anh em cứ gọi lại cho em. Đấy, rồi bây giờ đầu tiên sẽ quay cái hàng thùng này trước cho nó rộng đó, xong rồi em sẽ quay tiếp tục pin rồi dây nguồn rồi đồ nghe. Nói chung là em quay đủ tổng hợp luôn anh em. Đó, hàng hôm nay em quay tổng hợp nha. Rồi, bây giờ em sẽ quay từng cái một, anh em xem và tham khảo ha. Đấy, rồi em xin nhắc lại đây anh em nha, cái hình thức mua bán của em. Và hôm nay là ngày 14 tháng 4. Thì em quay thì số lượng nó rất là nhiều, cho nên là em chỉ chốt trong vòng 2 ngày thôi anh em nha. Anh em để ý cái ngày giùm em. Đó, đây là sáng ngày 14 em chốt, tới là trưa ngày 15 thôi là em sẽ ngưng lại anh em nha. Đó, tại vì cái số nó nhảy rất là nhanh cho nên là em chốt cũng sợ lộn số anh em nhé. Rồi, đầu tiên 3 sách với nhám một lần luôn anh em nha. Đấy. Rồi đây phụ nhám của Lotto 100 anh em nha. Đây, mỗi sách là 10 tờ, em đợi một lần 3 sách luôn hết được rồi, bán 3 sách lần luôn anh em nha. Đây là nhám khóa. Đấy, 3 loại, một nhám 30, 100, 120. Đấy, 3 loại 150k bao ship 30 tờ anh em nha. Đó, 150 bao ship 30 tờ. Yeah. 722. Rồi, đó, 150k bao ship anh em nha. Anh em nào mà thích thì anh em chỉ ra cũng được anh em ơi, cũng như lúc trước thôi. Nhưng mà giờ em bán là chung 3 tờ thì nó sẽ rẻ hơn tí xíu. Đấy, còn bán lẻ ra là sẽ khác anh em nha, tại công đóng gói nó lẻ ra nó hơi nhiều. Rồi, 722 150 luôn, 150 là bao ship rồi anh em nha, 3 loại 30 tờ. Rồi tiếp tục con này, một con búa Makita có điều tóc anh em ơi, đầu kẹp 13 ly nè, giờ vệ sinh lại cái đầu anh em nha. Hơi có lửa tí xíu, không còn dọn đâu anh em, chạy ok luôn. Đấy, với lại đây nó có đầu mở này, dây điện thì có quấn băng keo. Đầu kẹp 13 ly 660W. Đây bài của ốc nó tùm lum rồi, cái thùng thì nó hơi xấu anh em ha. Rồi con này để cho anh em 723. 723. 280k anh em nha, 723 280 luôn. 280 là bao ship rồi anh em nha, trên 150 là bao ship rồi. Rồi 724 con rùi kiếm này có điều tóc tay nè, thiếu mất cái cử này nha, con này thiếu mất cái cử đây. Đấy, hơi có lửa xíu, không cần dọn đâu anh em nha, con này không cần dọn đâu, về là đổ cử vô, còn mấy anh em rắc lửa vô là quất luôn. 724 luôn. Rồi 724. Rồi em này 280k luôn anh em ơi, 280 luôn. Bao ship rồi anh em nha, 724 280 luôn. Rồi tiếp tục con Makita này 725.
này đều tóc tay luôn em nha, con này đều tóc tay, chạy không lửa luôn. Thì nó mắc miếng cao su ngay đây rồi, nó bị đứt miếng cao su này, chạy ok luôn. Makita GR3050 800W, giờ ráp lưỡi vô là quất đó em ơi, ráp lưỡi vô là chơi thôi. Rồi con này 725 330. Rồi 330k anh em nha, 725 330. Rồi tiếp tục là một anh khoan búa luôn em nha. Rồi, con khoan búa luôn. Rồi 726 con này khoan búa có đầu mở Makita. 330W đầu 10 ly. Có búa em nha, đầu cổ con này ra vô bình thường nè, đầu kẹp 10 ly ra vô ok nè. Đấy, hình thức nó vẫn còn sáng, có tay nắm luôn, có đầu mở luôn, có thùng rồi. Con này có thùng rồi em nha. 726 rồi, 726 rồi. Con này thì 280k, nặng 6kg luôn nè, 280 luôn nha, 726 280 luôn. Rồi 727. Con này có đảo chiều, có điều tóc luôn. Lửa như đây không còn giòn đâu anh em nhé. Đó, đầu cổ ra vô bình thường nè. Chức năng búa hay sao anh em nha. Còn lắc qua đây là tự động nó chạy nè, còn lắc qua đó đè xuống nó mới chạy. Rồi Makita TM rồi, không thấy đường anh em ơi. Rồi cái thùng này 727 không? 727 đây. Rồi 250 bao ship cho anh em nha, 727 250 luôn. Rồi con vít thành cao này là cũng mang guitar có đảo chiều rồi em ơi. Con nào nó có hơi xíu lửa anh em nha. Rồi vít thành cao. Cái gì vậy? Nói gì nói thật không rồi. Con này cũng thật không rồi. À là 728 rồi, 728 thùng này 200 anh em nha, thùng rất là đẹp luôn. Rồi 728 200k luôn. Rồi 729 con này được con cái dây điện dài luôn em, mà chạy tao lao anh em, đang kẹt nè. Bị kẹt rồi, được có cái dây điện nó dài thôi, bu lông 1/2 em ơi. Đó, sát luôn em nha, con này bán sát luôn, anh em giờ tự xử giúp em nha. Hoặc là anh em lấy phụ tùng gì đó, đấy. Rồi, 729 con này à. luôn. Rồi, 730 cái thùng này thùng không anh em ơi, thùng này thùng đựng đồ người thôi. Thùng đựng đồ người của lấy búa đấy, thùng đựng đồ người của Makita. Đây có cái mũi khoan gì nữa, thức nó cũng còn ok lắm em nha. Này 42 nè, 329 nè, cao 12. Rồi ok, 730. Rồi để cho anh em 150k luôn đi. Đấy, bao ship cho anh em nha, 150 luôn. Rồi 731 con này, một con không búa.
bú nó vòng anh em nha. Đó được rồi. Đó, bú nó vòng chạy ok luôn, có điều tóc anh em, để cái này. Có điều tóc nha. Này đời H18 V1 440W hình thức sạch sẽ. Rồi bỏ vô thùng này. 731. Rồi 731. Rồi 370k cho anh em luôn. 731 370. Cái thùng này không có tay đâu anh em nha. Nè, tay không có đâu. Đây. Rồi 732 con này. Hitachi 500W. Biết rồi. Biết rồi anh em ơi. Rồi không chạy nha. Rồi biết rồi anh em ơi. 732 thành phố còn sáng sủa đẹp lắm, nhưng mà nó biết rồi, nó biết rồi, sát luôn em đây. Rồi 732. Rồi 270k bao ship cho anh em nha. 732 207 này. Rồi 733 con này có đầu mở luôn nè, đầu giờ vệ sinh lại cái đầu anh em nha, đầu 13 ly có búa ngay đây. Đấy. Chỗ đây nó dán cái gì hơi xấu xấu anh em ha. Dán gì hơi xấu xấu, đầu kẹp 13 ly Hitachi, con này 570W. Công tắc hơi xấu xấu ngay đây nè. Đấy. Bóp vẫn bình thường nha. Chạy ok không có lửa luôn, có đầu mở đây. Đó, có thùng luôn nè. 733. Rồi 733 thùng này thì hai tầng này, ở bên nó hai lớp này, to dài nè mà. Rồi 300 luôn đi. 733 300k nha. Này 50 anh em ơi, thùng này 50 nè. 30. Cao 13. Cao 13. Đấy, thùng này nó giờ vệ sinh lại anh em ơi. Thì tay tiếp vẫn còn hai tay luôn. Đó. Giờ vệ sinh lại tí xíu. Rồi thùng này 160k anh em nha. 734 6 luôn. Cưa kiếm này mất cái cử rồi. Rồi chạy ok rồi. Giờ vệ sinh lại thôi. 735. 735. Con này 270k nha, 270 một con. Thùng này cũng mất tay rồi anh em nha, có thùng có cho vui thôi. 735 270 luôn. Rồi 736. Đầu ra vô được anh em ơi, đấy. Hitachi, con này 380W, chạy ok, không có đảo chiều, không điều tóc gì đâu anh em ơi, nó chỉ có cái hơi dơ giờ vệ sinh lại nha, chạy thì ok rồi đó. Rồi thùng này để cho anh em 736. Này tay của nó còn hai tay nè, anh em về gắn lại tí xíu. 736 rồi 270 luôn. 270k nha. Rồi 737. Này mua lông. Này tu nhanh anh em. Chạy thì ok rồi nha, nhưng mà chạy rất nhanh. Cái đầu này mua lông này. Con này nặng lắm anh em ơi. Bộ cầm của nó đây. Đó, nó có cái thùng. Còn phải vô đây. 737. Rồi, 737. Rồi 400k luôn em, 737 400 nha. Rồi 738, con bút nó hơi nhiều anh em ơi. Con này có tay nắm mà. Có tay nắm có điều tóc luôn. Đầu kẹp 13, giờ vệ sinh lại nha. Đấy. Chạy cho ok rồi anh em ơi.
có lửa nè nha, con này có lửa. Giờ dọn làm khác thôi nè, này giỏi lắm. Rồi con này có lửa, giờ dọn lại chút xíu anh em ơi. 738 luôn. Rồi 738, con này 208 luôn. Rồi 738 208 luôn em nha. Rồi vít thật cao luôn. Đấy, nhấn xuống cái là cái vít nó đụng cái này nó mới chạy được, đảo chiều trên này nè em ha. Magica 470W hình rất ok luôn. 739 luôn. Rồi 739. Rồi 739 thùng này để cho anh em 170k nè. Đấy. 739.7 luôn nha. Rồi 740. Con này điếc rồi anh em ơi, hàng của Đức nha. 1050W hàng của Đức, ba cái tay nắm luôn. Gắn không chạy. Đó, hàng ok chết luôn. Ba tay nắm. Em không đụng chạm gì tới nó đâu anh em nha, 1050W. Madin Kit 5mm. Đấy, bot rồi đi luôn. Mà nó không còn ok lắm. Đấy, quay đưa cho hết cho đây. Rồi, thùng này 740. 740. 550 anh em nha, xác luôn. Rồi, 740 550 luôn. Còn một tay thôi nè. Đấy, đi luôn. Rồi 741. Máy này máy gì anh em ơi? Em yêu khoa học đi anh em. Đó, nó có 3 chân như thế này anh em nha. Đó, một cái thùng nó có 3 cái chân. Đó này. Cao 24 này. Cao 24 anh em ơi. Chiều cao 24. Này Ozawa vậy đây nè. Thôi mấy cái này, mấy cái này anh em dừng nghiên cứu đi nha. Rồi bỏ vô. Rồi 741. 350 anh em ơi. Rồi 350 bao ship nha, 741 350 luôn. Rồi 742, thùng này hơi mất mất tí. Thùng này thôi mới một tí của tớp con này nè. Đây. Chính. Máy đo gì đây nè các bạn? Anh em đúng rồi thì anh em biết nha. Em thấy thùng này thôi mới một tí thôi nha. Có lá bù bình an nữa anh em ơi. Đấy. Rồi cái này thì đồ vệ sinh thôi, chả có cái gì đâu. Rồi. Rồi 742. Rồi thùng này để cho anh em 4.5 luôn em nha, 450k luôn đi. 742 4.5 xác luôn anh em nha, cái này anh em về vệ sinh làm lại nha. Rồi tiếp tục cái thùng không này nữa anh em ơi. 743. luôn. Thùng này nó ở dưới nó rỗng anh em ơi, tháo này ra là dưới rỗng cái hết à. Hàng của Đức anh em ơi. Hàng của Đức. Đây. Đó, hàng của Đức thì cái này anh em giờ đụng máy đừng đùa người là ok luôn, cái thùng này nó dày lắm anh em, bao anh em đập luôn á. Lấy bú đập, bú sắt đập luôn. Rồi. Rồi. Đây. 50 anh em ơi. Này 35 nè, chiều cao 10 và 15 thôi. Cao 15 anh em, đây nè. Nó đẹp lắm anh em ơi, dày lắm, bao lấy bú cho anh em đập luôn. Rồi 300. Rồi hàng của Đức anh em ơi, 743 300. Rồi 744 cặp này.
này giờ đựng đồ nghề cũng được anh em. Đấy, đấy. Nó hơi cũ cũ thôi nhưng mà đựng ok nha. Rồi. Hai em là 150k luôn. 744 này. 744. 150k luôn đúng không? Đấy, rồi. Này 16 năm nè. 20. Chiều cao 7,5. Em kia thì 18 nè. 37. 10 rồi. 744 150 thôi mà. 5 cái em. 745. 5 cái. 3 cái được. 3 cái được em ơi. Rồi 3 cái này 100k anh em ơi, 100k thì em không bao ship đâu anh em nha. Anh em dùng đơn giùm em ơi. Đấy. Cái này thì không có tay nè. Còn cái này có tay nè. Đấy. Này có hướng dẫn sử dụng này. Nhìn đây. Hai cái. Rồi cái này thì của đê xanh. Giờ anh em được cái gì em đựng nha. Còn một tay thôi. Rồi ba cái này 100 anh em ơi. Mã 745 100k luôn. Rồi 746 100 luôn. Cùng mấy pin anh em ơi, Nati. Này Komatsu cũng hơi chắc anh em. Rồi. Này còn một tay của Makita. Đấy. Một tay ba cái 100k. Đó, mã 746 100 luôn. Đưa dây điện nha. Rồi giờ sẽ bán dây điện cho anh em nha, dây điện đây. 2. Đây dây điện này thì không có bao gì đâu anh em nha, chỉ là bao ship thôi, em cắt trong máy dây chai ra anh em, mấy con nào mà nó không chạy thì em cắt ra nè. Đấy 1 2 3 4 5. 5 cục đó. Có cục này thì hơi dài anh em ơi, của Makita nè. Đấy, cục này dài tầm 6 7 m. Đấy cục này. Đó, 3 lõi anh em, có cục 3 lõi, cục 2 lõi nha. Đây. Này nó hơi 66 cái đèn chút tí xíu nè. Hitachi. Còn 3 cục này thì này cũng hơi 66 nè, miếng ngay đầu fit anh em nha. Đây hơi đầu fit. Rồi lô đầu tiên, lô này 747. 747 200 anh em nha. 747 200k. Bao ship anh em nha. Đó, 747 200k bao ship cho anh em. 5 cộng. Rồi 748 đây. Nào nó cũng có cọng to vậy anh em, đầu này đầu cắm này, xích này nó hơi xấu anh em nha, cọng to này hơi xấu nè. Lô này thì dây nhỏ nhiều. 2 4 dây nhỏ, dây máy mài mới khoan nữa anh em. 6 7 cọc. Rồi 7 cọc này 200 luôn nè. 748 nè. 748. Có nhiều cọng không, nó kéo nó biết bên trong em không kiểm tra được. Đấy, cho nên là em bán theo lô anh em nha. Này rất dài. 10 lô thôi. Đó, Makita. Có cộng này hơi 6 miếng ở đây anh em ơi. Đó. Rồi, lô này 5 cộng đều nhau. 220 anh em. 749. 749. 220k. Đấy, 5 cộng. Rồi. 750. Rồi 24 cộng này to anh em ơi. Đây này nó to. Đây dây ba lõi rất là to luôn. Này hơi 66 cái này chưa có pháp xăm chín vô cái dây ruột ở trong đâu. Rồi 5 cộng này. Ok luôn, nặng à, 4 cộng thôi anh em nha. Này dây to lắm. Rồi 750. 750. 230 anh em nha. Hả? 750 230 hay 3 cộng thôi. Này 3 cộng, riêng cộng này là 7 mét hơn nè anh em ơi. Nếu mà 3 cộng, 3 cộng này thì 1 cộng này 1 kg.
thì nó sẽ là 7 mét hơn. Tại vì em mới bào anh em. Đây. Hơi 66 anh em, ruột gà vẫn còn. Đó, chưa có đụng chạm vô trong cái dây ruột đồng đâu. Ba cọng này rất dài. Đấy, 230k ba cọng. 751 anh. 751. 230 đấy. 751 230 anh em. Rồi, 752. 230 luôn. Bốn cọng này ok luôn anh em. Đó, nếu mà nó sẽ dài, nó mà nó dài mà nó to thì nó sẽ ít cộng lại nữa. Còn cộng nào cái lô nào mà nó anh em cần mấy cần dây ngắn á, thì nó sẽ nhiều cộng hơn. 752 anh. 752. 230 luôn em. 752 230 nhá. Rồi 753. Cái này thì fit hơi xấu. Đấy, dây này mềm anh em ơi. Đấy. Rồi, 1 2 3 4. Lô này 4 cộng rồi, lô này để cho anh em 753. 753 201 luôn. Tùy lô thôi anh em ơi. À, 753 201 nha. Rồi 754. Đây, hai cộng này đẹp nè. Ok luôn. Cộng này cũng ok luôn nè, nhỏ. Anh này thì cũng dài lắm em ơi, Makita. Rồi 203 4 cộng luôn anh em ơi. 754. 754. Rồi 754 203. Rồi 755 2 4 6 cộng. Đấy, 6 cộng anh em nha. Mấy cái lô này nó sẽ nặng hơn mấy cái lô trước nè. Đấy. Rồi 755 203 cho anh em luôn 6 cộng nè. Rồi được rồi em ơi. Rồi 24 2 4 cái đấy 4 cộng còn này thích đồng còn này không có thích em chị em còn này không có thích em ơi lô này không có thích cái cộng này không có thích đo đo lại đây. Rồi 1 2 3 4 cộng nha anh em. 7 5 6 anh. Đây. Con tăng này mày chị ơi. Cái cộng không có cái cộng. Rồi vậy. Rồi 4 cộng. Rồi cái cộng này không có fit nữa nè anh em ơi. Đó, rồi đợi cho anh em 250 luôn này nha. Cộng này nó không có fit nha. Đấy. 7 5 6. 7 5 6. Cái cộng này không có fit anh em giờ đấu vô nè, đấu. Đó dài thêm. Ký gõ ký vô đây luôn em. Đây công tác em bán là cứ 100.000 lô đây anh em mà không bao ship 100.000 lô không bao ship đâu anh em nha. Ký rưỡi em bỏ lên. Đấy. Đưa. Rồi được rồi, ký 6 kệ anh em ơi. Rồi ký 7 luôn được. Đấy. 7. 757. 57. Rồi 100 anh em nha. Đó. Nói chung là đây từ em. Công tác đây là công tác điện anh em nha, chứ không phải là công tác của máy pin đâu. Công tắc điện nó đủ loại may hết thì em hút xô thôi, em không có biết là cọc nào sống nào chết đâu anh em ơi. Có 100.000 coi như một ký máy nên em. Đấy. Bình thường là cái đây hàng đây là anh em mua lẻ là cứ mười mấy 20.000 cái nè. Rồi ok đi luôn em. Nói chung là tùy anh em tham khảo thôi. Đấy. Cảm thấy hợp tình hợp lý thì anh em ủng hộ em thì em cảm ơn nha. Đó, nó có đồ kẹp gì nữa nè. Dây của Rò Đức kìa. Rồi ok luôn em ơi. Đó, 100.000 anh em ơi. 758 anh. 758. Anh em dồn vô hơn 150 bao ship nữa nha, 758. Rồi, chút xíu nữa. Rồi ok. Rồi 759 lô này cũng đẹp nè anh em ơi. Đó. 759 100 em bán một bọn rổ này nữa anh em ơi. Rổ được có mấy mã thôi anh em ơi, tầm khoảng mấy mã rồi đó. Hai mã. Này mã. 759. 759. Rồi 100 mới có 3 mã. Tầm 6 7 mã hết rồi. Rồi. Cái gì đây em? Có còn cầu này nữa. Kệ đi. Vô
bán chiếc rưỡi chiều mới có cái bà thì đây rồi. Rồi bỏ chim em. Rồi ok anh em ơi. Đó, rồi có 100k đi anh em. 760 em. 760 100 luôn. Đấy. 760 100. Em bỏ vô bao thì nó không có mất đâu anh em nha. Đó. Bỏ thì bỏ thôi chứ còn lấy ra chi ra cái loại này đâu anh em. Rồi nữa mất con chi tư em ơi. Đó, nữa 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 nữa. Rồi ok. 761 100 luôn đấy. 761 100k. Rồi lỗ cuối cùng ập hết luôn, vô hết luôn em. Hết rồi nè mày. Còn nhiêu hút cuốn chót rồi nè. Đồ. Vừa kỳ luôn. Hút cuốn chót mà đi vừa kỳ luôn nè mày, nó 762. Có gì khuyến mãi nhờ thì ở đây. Đấy, hai cái này thì lố á, anh em bỏ thêm cái này cho anh em về mở cái đầu máy mài vui anh em ơi. Đấy, rồi ok. 762. 762. 100 cái này nó nãy giờ còn ký máy nó dư, có cái này nó về mở máy mài anh em ngon lắm anh em ơi. Đôi khi cái nhỏ đó mà có lúc tầm nó lại không có. Rồi, còn cái gì nữa ta? Bố máy pin em ơi, vô máy pin đây. Cái đâu mày? Coi, cái đây. Không đứng bây giờ rồi tự chọn máy pin nha. Rồi bây giờ em sẽ qua máy pin anh em nha. Hả? Rồi em giới thiệu luôn máy pin này thì em test là video sao nó về y dạy anh em nha. Đó, còn anh em giờ đóng pin xài nha. Còn nó chạy yếu là do cục này em chỉ độ nó có 6V thôi anh em. Đó, em độ 6V lỡ mà em có gắm lục lộn cục ra thì nó cũng không cháy cò anh em. Đó, em độ nó chỉ 6V thôi. Test chỉ biết sống chết thôi anh em, không có cơ. Rồi có thắng anh em nha. Giờ vừa xin làm lại đóng pin lại anh em ơi. Rồi. 763. 763, con này 6910 11 đời cổ anh em ơi, dán lên nè. 6911. 763. Rồi, con này để cho anh em 180k bao ship cho anh em về dọn ha. Anh em đóng pin xài nha. Rồi con này 762 thì 764. 9... Sao nó chạy ra? Trình bị kẹt. Con này chân đóng tiền nhiều quá anh em ơi. Xanh lè luôn anh em ơi. Rồi, nó không chạy nổi, nó rung rung thôi anh em. Đấy. Được, một con cho anh em giờ dở chọn tại mình không có bao ship á. Đấy. Rồi, đầu này ấy. Rồi, em này để cho anh em 764. 70 đấy, 70k anh em về dọn lại ha. Con này nó là 9V6 nè, gắm cho nó kẹt kẹt đóng ten nhiều đó anh em. Giờ vệ sinh lại nha, xài đấy, giờ vệ sinh lại rồi nó chạy rồi anh em xài đấy. Rồi 764 70 lúc. Con này bao nhiêu vôn đây ta? Sao pin 9V6 không biết nó nhiêu vôn đâu anh em ơi, cho nó là 9V6 đi. Đầu nó cứng rồi nè. Rồi không chạy luôn em ơi. Rồi con này 765 60k anh em. Năm vô. Rồi 765. 60. Con này đẹp nè anh em ơi. Biết chạy không thôi. Ủa, tắt rồi. Rồi. Chậm là ngại em. Cái đầu nó hơi em thấy nó hơi đảo đảo rồi nè, nhưng mà đầu ra vô autolock này dạng ok lắm anh em nha. Đấy. Rồi con này 766 à. 766. Rồi 120k. Đấy, 766 120, con này chạy ok luôn em ơi. Đấy. Hình thức còn đẹp nha.
EZ686181. Rồi, con này 767 em. Chạy anh em 767. Rồi 70 đấy, chạy luôn em nha, 767 con này chạy 70k đấy. Rồi 768. Rồi không chạy luôn. Điếc cho anh em ơi. 768. Rồi, đợi cho anh em con này 40 luôn đi anh em ơi. Đó. Rồi 769. Chạy nó ha. Rồi, 769 12V. $170k bao ship cho anh em nha. Đấy, 769 170 bao ship anh em ơi, 12V đầu cổ ok nè. Đấy, 769 170 luôn. Con này nó kẹt này anh em ơi, hàng đầy luôn, 770. Rồi 100k luôn anh em ơi, 12V anh em ơi. Anh em giờ vệ sinh làm lại nha, 770 100 luôn. Cái thôi. Rồi 771 con này rồi 30 đi anh em ơi, 771 30 đấy, anh em giờ lấy cái đầu kho không đủ. 771 30. Rồi 772 con này pin ở trong anh em nha. Đó. Rồi 30 luôn nè, em muốn làm thì làm anh em ơi hả. 773. Rồi con này thì 40 Toshiba anh em nha. Đó. Máy này test không được đâu anh em nha, cò nó cũng cứng à. À, đảo được anh em nha. Đấy, đảo được. Đấy, cũng hơi cứng cứng, đời vệ sinh là cái đầu luôn. 7B3 40 luôn. Rồi 774. Rồi 12V anh em ha. Mato Kubo. Rồi con này 160 anh em ơi, 160k bao ship nha. 774 160 chạy ok. Giờ đóng pin xài, vừa xin đóng pin xài nữa. Rồi 777. 775 anh. Rồi 775. Chạy anh em nha. Rồi em ru luôn, đóng pin xài thôi nè. Rồi 160 luôn em ơi. Rồi 775 160k luôn nha. Rồi con này đẹp hơn nè. Rồi 170 anh em nha, con này đẹp. 776. À, 776 12V anh em nha. Mấy cái này anh em về đóng pin lại anh em ha. Pin chết hết rồi anh em nha, không có con nào mà nó chạy đâu. 7. Rồi Makita con này chạy ok luôn. Đầu còn mới anh em ơi. Rồi con này 120 anh em. 777 120k luôn. Rồi 778 VB 12. À, mất luôn cái chân là lấy đồ test lên em, gãy mất một chân rồi. 12V. Rồi con này 120 cho anh em luôn. 778. Rồi 778 120 cho anh em luôn nha. Rồi 779. 779. Rồi không chạy luôn. 12V. Không biết 12 hay 96 nữa mà nhét được pin 12 nè anh em ơi. Đấy.
rồi 100k đi anh em ơi, 779% luôn, rồi 780. Rồi 96 anh em nha. À, rồi. Con này 780. 780. 70 đấy, 780 70. Rồi boss anh em. Rồi chạy ok nha. Rồi con boss này 781. Rồi 781 300. Bảy tám một 300k luôn. Rồi 782, con này không có chạy đâu nè. Chạy ba dương bên này, dương bên này, dương bên này rồi chắc chưa. Cô chạy nè, cô lại chạy anh em nha. Hả khí à, nó hư đảo chiều. Nó chạy luôn rồi, chạy một cái anh em ơi, chạy một cái à. Rồi rồi chắc kẹt thang luôn. Rồi chạy một cái đứng luôn anh em ơi. Rồi giờ anh em dọn lại nha, sáng luôn khí này. 782. Rồi 208 luôn, 782 chạy cái đứng rồi anh em ơi. À. Chạy cái giao lưu thôi, chạy chi nhiều. Rồi con này 69 14 anh em ơi, 69 14 2 xị anh em nha. 783. 200. Chạy ok rồi. Đầu cổ. 783. 3. 200 luôn. 783 200. Rồi con hư ta chi nữa nè em ơi. Con này 12V luôn. Con thắng ok luôn. Rồi. 784. 784. 200 luôn nè nha. 784 200 luôn. Rồi 785. Đấy, chân nó nóng ten, nhiều khi mà em gắm bằng cái cây này vô nhiều khi nó còn chưa có ăn được. Đấy, cho nên là anh em về vệ sinh lại mấy cái chân ten của nó anh em nhé. Rồi con này 785. Rồi để cho anh em con này 80 đi nè. Đó, 785 80. Rồi 786 con này Hitachi. Rồi điếc rồi anh em ơi. Điếc rồi. 786 rồi. Rồi 786 96. Rồi 50k đi luôn em. Rồi 787. Chạy anh em nha. Rồi 787 con này 100 luôn. Giờ vệ sinh lấy cái đầu con ra anh em. 787 100 luôn em nha. Này đời Napoleon. Chân nó khó test đó anh em ơi. Đấy, con này 96 thôi. Rồi 788. Thằng xin ra qua anh em nha. 788. Rồi con này đợi cho anh em 70k nè. Đấy. 70, 788 70 cái gì đây? Bình sống hả?
sao biết sống? Từ 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 từ. Gắn vô nó cũng báo được 3 cục anh em, pin 18V anh em à. Mà không biết pin gì nữa nè, đấy, mấy đứa nhỏ nó phá nè. 3.7V một viên nè. 12 cell. Đấy, pin hồng. Rồi. Cục này 789 em. Còn mạch đây đầy đủ anh em ha. Không biết pin gì đâu anh em nha. Đó. Rồi. 150 bao xíu nè em ơi, hả? Gắm thì nó lên đèn nha, còn báo đèn anh em nè, đó. Đây gì đây? Bên này bên của cái gì đây? Ma. Ma hả? 2 4 6 8 10 12 4 6 18 19 còn viên đâu rồi? Mất rồi. Còn bên này bên gì đây? 20R. Mấy nhỏ này nó tháo ra nó nghịch nè anh em ơi. Mày biết sống chết không? Không luôn. 2 4 6 8 10 12 4 6 18 19 20 24 viên anh em nha. Rồi tính cho anh em 5.000 viên đi. 120. 790 à. 790, 120 anh em ơi. Đấy, không biết sống chết anh em nha. 120k rồi ok đi luôn em. Bình 18 nó hai hàng là 18 anh em. Hai hàng 12 xeo là 18. Lấy dành cục bình Makita. Một con vậy. Còn bình đi quá trời anh em ạ. Quay đi tiếp đi. Rồi cục này không lên điện anh em nha. Đó, không này. Này nó không có lên điện đâu anh em. Có dây nha nhưng mà nó không lên điện đâu. Cắm vô là nó điếc á. 791. Rồi, để cho anh em cục này 90 đi anh em ơi. 90k nha. Đó, cục này đó là đi em. Đó bán xe. Đấy. 791 90. Rồi 792. 792 cái này rồi ok luôn, con này cũng còn khá là ok nha. Rồi để cho anh em 80 đi. 792 80k nha anh em nha. 80. 793. 793. em ơi, con này nó chạy nữa. Đấy. 793 chạy nữa. Cổ đời cổ thôi. Rồi 60k con này luôn. Nhét đi. Rồi 793 60 anh em ơi. 60 rồi nhét vô đi. Rồi 794. Rồi 7.2 con này chạy luôn nè. Đầu rồi có đầu hết 794. Rồi con này 90 anh em ơi. 794 90. Okay. Này nó tét tét ngay cái chỗ này nè. Nó còn này này nguyên cơm lời này không là thấy còn như cũng bằng tiền con máy rồi anh em. Đấy, một cái đầu mở hai cái đầu vít. Tại vì tay đơn giản còn một. Tại đơn giản một con máy này rất là rẻ anh em ơi. Đấy, một cái đầu mở này là 20, hai con vít nữa là 30 rồi anh em. Đấy, bằng tiền con máy rồi cái đầu con nữa. 7 95. Rồi 40k con này anh em nha, 40. Em này, anh em giờ nghiên cứu em vô học gì đó anh em làm nha.
này có không? Này cũng có luôn em, nó đều thiếu một món này. 796. Rồi cái này 40 luôn em ơi. Đấy 796 40 luôn. Rồi đầu vợ sinh lại đầu cổ anh em ơi. 796 40 luôn. Rồi 797. Mấy con cưa bình trên kia. Cưa bình trên bàn nữa. Rồi con này thì không con cưa bình nữa. Rồi con này cắt giấy thật cao nè. Cắt giấy thật cao nha. Rồi con này đợi 797 120 đi nè. 797 120 nha. Rồi 798 con này nó không có chạy đâu. Rồi. Con này 24V anh em nha. Con này 24V em test rồi nó không chạy đâu anh em ơi. Điếc luôn mà em không có sửa đâu, không có đụng chạm gì nó đâu. Rồi 250 luôn anh em, về tự dọn giúp em ha. Đấy. Test rồi nó không có chạy đâu. Boss 24V. Rồi 798 250 luôn. Rồi con này 14V 799 con này thì chạy nè. À, kháng thiết đầy đủ nè. Bắt cái nút nhựa cò đấy. 14V anh em nha. Đó. Rồi con này 799. Rồi đợi không có pin 180k luôn anh em nha. 180 luôn, 799 180 luôn. Con này dính keo rồi. Rồi mã. Con này không có pin hả em? Pin đâu? Cậu nó chưa gắn. Có mà chưa gắn thôi. Rồi mã 800. Rồi 100k cho anh em luôn nha. Không có pin đâu. Rồi số 6 là chạy 12V anh em. 100k luôn. Rồi con này cứng đầu anh em ơi. 801. Rồi con này để cho anh em cứng đầu 66 12V anh em ơi. 60k đi luôn anh em ơi. Đó 801 60. Đó, nó bị kẹt kẹt đây anh em, chạy nhưng nó kẹt anh em nha. Con này như là 12V nè. Đó, rồi 80 luôn, 802, 80 anh em. Rồi 803. Rồi được rồi, được rồi, lấy sạc vô được rồi. Chắc được, lấy sạc vô được. Đây được đánh đi nữa. Đó, đây được đánh đi nữa. Rồi con này xơi đít. Rồi con này hơi 66 rồi, gãy gãy ngay đây luôn. Rồi 60k luôn em, về lấy phụ tùng nha. Xe đít 12 đấy, không chạy gãy 80. Rồi Hitachi 14 12 nè, chắc này làm cái đeo lên điện anh em ơi. Hả may chắc em sổ cái lô sạc này xích tô lơi cho anh em luôn nè. 804. Rồi 30k cục này nè nha. Bình thường cục này 14V4 nó nằm khoảng 60 hoặc là đấy. 804 30 một cục. Rồi lên đèn anh em nha, lên đèn thôi, bao lên đèn thôi, điện 100V anh em nha, cũng 24V nè, 805. Rồi 30 luôn. Đấy, 805 30 luôn em ơi. Rồi 806. Cái này 24 nè, Hitachi 806. Rồi 30 cho anh em luôn. Rồi 807. Đây lên điện anh em nha. Rồi 20 luôn, ngày hôm nay để sạc rẻ rẻ cho anh em về nghiên cứu luôn nha. Đó. Rồi lên điện luôn. 808. Đấy. Cái này 10.000 luôn ơi. Đấy, chơi luôn anh em luôn. Anh em nghĩ bán 10.000 rồi coi như không đóng gói gì nữa. 809 đấy. Này bao nhiêu vô ta? 14.4 anh em nha. Rồi. Này 30 anh em nha, 30k luôn. 809 30. Này mất đèn anh em, mà mất bóng đèn rồi, gắm điện nó không lên đâu. Này thì 8V nè. 810. Rồi 20 cho anh em luôn. Mã 810 20. Đó. Rồi boss 7V2 cho đến
bao nhiêu vôn, 24 V, rồi lên đèn anh em nha, 811. Rồi cục này để cho anh em 50, đấy 50, 80 12, rồi 30 đó, 24 V anh em, Hitachi nha, 24 V, rồi 80 đứt dây, đứt dây, cục này nó bị đứt dây anh em nha, đó 83, nó lên đèn nè nhưng mà bị đứt dây anh em nha, anh em giờ tháo ra 14, rồi 20 cho anh em về làm luôn, nãy 14.4, rồi 814 này gắm vô nó lên đèn anh em, rồi 10k đi, đấy 814 10k luôn, Makita, rồi 815 30 anh em ơi, đó 815 30 lên đèn nè, đa số lên đèn sống hết á, 10 con trên 1 con lên đèn anh em, 816 rồi 30 luôn anh em ơi, đấy 30 cao luôn, lên đèn anh em, rồi 87 không dây, 70 luôn em ơi, 14.4 rờ sơi nè, 70 không dây nè, rồi lên đèn anh em ơi, con này lên đèn nha, rờ sơi luôn, 88 100 lên đèn anh em nha, đây nè lên đèn, em tước ra lên đèn, con này lên đèn luôn, 89 10.8 Makita, rồi cục này 70 anh em ơi, đó lên đèn 10.8 anh em nha, con này 10.8 của Makita, 70 à, còn lắc đốc cơ 14.4 hình như có pin nó mới lên thì sao nha, lên không, cái này lên núi chứ lên gì, này lên tiệm rồi 820, cái này 14.4 này 20 anh em nha, này như có pin nó mới lên thì sao em cũng không biết đâu, gắn như nó không lên đâu nè, không lên là bác không lên thôi, này có pin nó mới lên nè, gắn pin vô lên nè, gắn cục các em, gắn cục này 18 V, gắn cục bữa nhớ nó lên nè, mấy cục này gắn vô nó lên, gắn cục kia thừa, cục y nhau nè, kết lại mình phải nghiên cứu nó lại, hai cục pin nóc ao rồi. Thôi được rồi, kể rồi. Đi anh, lên. Lên không? Lên. Đó, gắm 12 vô lại lên liền nhau. Bình chân ở đâu? Đi đâu? Đi. Rồi, để từ từ, nó mới lên nhé. Nhiều nghiên cứu nè. Rồi, cục này nó mới không lên nè. Đó, còn cục sâu nó lên nha anh em. Đấy, gắm pin vô lại lên nha. Rồi, cục này 821 20 đi anh em. Đấy. Đây nè, gắm cục này lên, đi lên nè. Đó, lên. Rồi 822. Rồi 40 anh em nha, này 18 V anh em nha, 822 40. Đây nè, gắm thử nó có lên không ta. Lên con. Lên tiệm rồi. Lên tiệm. Rồi không lên em, 823 20. Có bên Hitachi nó 18 không em? Máy bên Hitachi mất hết rồi. Có cái này gắm vô cái bấm nó mới lên đèn được. Hitachi á 10 10 10. Có cục thì tôi chìm gắn nhau mới lên được. Có cục thì tôi chì á, gắn vô cái là bấm nút này nó mới lên sáng được đèn được anh em nha. Đó, lên đèn nè, đấy. Gắm vô cái nó lên đèn xanh nè anh em. Rồi. Lên đèn xanh đó nè thôi.
Rồi 824 cục này có gãy bởi gì không? Test đèn miếng nha. Test đèn miếng nha. Rồi 824. 100V. 480W. Đây. Rồi cục này 150 anh em nhé. 824 150 luôn. Rồi 825. Nati. Này Nati bao nhiêu volt ta? Sạc 110 anh em nha. 16V anh em. Rồi 825. Rồi 826. Mừng nha. Anh em vào lấy giờ nghe nghiên cứu học đi anh em ơi, không lên đâu. 827. Rồi cái này. Này không lên hả? Mở nghe. 827. Này lên anh em. Rồi được rồi, 828. Đó, 30. Đấy. Được rồi, nhiều thôi. Lấy cái mô khác em. 829 này lên không? Cái này lên không em? Không, này không lên luôn, rồi 10 ga luôn, đợi luôn em. Rồi 830. Đấy, lên điện anh em ạ. Rồi 830, 40. Đâu ok, 830, 40. Chắc ký bằng niệm rồi. Rồi 831. Này thì bơm mỡ anh em nha. Rồi bơm mỡ mà không biết nó lên hay không thôi. Đây nó có mỡ nè. Anh em giờ nghiên cứu cục này nha. 831. 80 luôn. Rồi 831, 80. Bỏ lên nhiều nhiều em ơi. Bỏ nhiều nhiều. Rồi 832. Bán cặp luôn em ơi, hai mở lớp này. Này. Dày nặng lắm anh em ơi, đây nè. Quyền cúc sắt đây, anh lực. Cây này thì không có sai rồi, cây này hàng của Hit nè, size 300 nè. Đó, 832. Rồi, 150 luôn hai cây luôn nha anh em, 832 150 nha. Hai cây luôn này. Này 250 nè anh em ơi. Đấy. Size 250 mọi lớp này hồi được ok luôn anh em nha. Đấy. Ba cái khó này. Đấy. Mấy khó này bỏ vô cho anh em giờ xài gia đình thôi, 12, 13, 14, 14. Kìa này giờ vệ sinh lại anh em nha. Đấy. Mọi lớp này thì ra vô ok này. Rồi, lô đầu tiên. 833. 2451 rồi. 80 anh em nha, 833, 80k. Rồi. Rồi 834. Một cây búa. Búa bi anh em ơi, đây. Một cây búa bi có mọc. Cây này thì 21 17 đấy. Rồi cây quấn kiểm, cây kéo anh em cắt giờ vệ sinh lại nha, cây kéo này. Đấy. Nhỏ nhỏ thôi, bén luôn em. Nhỏ rất là bén anh em ơi. Rồi 1 2 3 4. Rồi 400.000 anh em nha. 834. 100 luôn nãy. Rồi 834 100k. Rồi 835. Đây. Em có hút đại lên anh em ơi. Hàng không có vệ sinh đâu anh em nha. Một cây kìm ở dịch. Lấy một thuốc. Đây, còn ở đây giờ vệ sinh lại anh em. Hai kìm này thì ok nha. Cái mỏ lết này thì vệ sinh lại nè. Đây. Đó, có cái kéo anh em giờ cắt cái tước dây điện anh em cắt gì cắt 1 2 3 4 5. Rồi, 5 món này. 8 Rồi 80 luôn, 835 80k anh em nha. Rồi cái cây bể sắt này sắt 13 anh em ơi, bể uống 13. Mấy cái thứ này thì nó có hàng để đo nè, trước hàng dễ đo. Đó.
Rồi cái này 64 anh em nha, tổng chiều dài 64. Rồi cây này 100k anh em nha. Đó. 836. Rồi 836 100 luôn. Đây cây vũ này. Hồi nãy thấy vũ nhiều lắm à. Ờ, cầm mấy cái vũ đó đi. Đây mờ sơi sơi ok anh em nha, này nè. Đấy, size 300 cái này nồi miệng tí xíu xíu trong anh em thấy cái lỗ đó. Kéo bén anh em giờ mài lại nha, cái kìm này nữa nè. Đấy. Rồi 2 4 4. Đấy, 1 2 3 4 4 này 837. Rồi 100 luôn, 837 100k anh em nha. Rồi một cái mỏ lết. Đấy. Một mỏ lết với lại một cây cạo chơi. Rồi hai cây. Size 350 anh em nha, với lại cái này. 8. Một trăm hai anh em nha, 838 hai cái, 120. Rồi 839. Rồi 839 cây mollusk size 300 nè. Đó. Ra vô tí xíu thôi, anh em giờ vừa xin lại nha. Cây này size 200. Ra vô được nè. Toyota rồi. Ba cây. 839 em. 120 luôn anh em ạ. 839 120. Rồi 840. Đây sang kỳ anh em nha, một cây nè. Đây của không gãy anh em nha, mờ sơ sơ. À quên, không mẻ nha. Mờ sơ sơ không mẻ đâu nè. Cạp này đây biết làm gì đây. Còn cái kìm này rất là dài đây. Răng cổ cũng còn ok luôn. Hãy kìm mở nhọn 1 2 3 4 5. Rồi 840. Rồi này để cho anh em 100 luôn. Đấy, 840 100k. Rồi 4 cây bú này 100k luôn nha em ơi. Đấy, 1 2 3 4. 841. Rồi 841 100 luôn. 2 4 cái anh em nha, 100 luôn. Cây bú này bự anh em ơi, hai cây luôn. Rồi 842 hai cây bú này. Bú này bú tròn anh em nha. Đó, hai cây này. Cây này thì cũng ok nè. Rồi, hai cây lấy anh em 150 nha. 842 150k luôn. 842 150 này nha. Rồi 843 ba cây bú này. 843 ba cây. Ba cây anh em. Bú này đẹp nè, ba cây đây đẹp. Rồi 843. Rồi ba cây này 90 đi anh em ơi. Rồi. Mấy cây Sài Gòn. Đây hai cây Sài Gòn Đốc Ghi gì đây em, ok nha. Cây này còn mới nè, này nhỏ hơn tí xíu, này size 240. Hai cây vũ này. Rồi 4 cây 70 anh em nha. 844 70. 844 70. Rồi 845 mấy cây nhỏ nè anh em ơi. Đấy. Hai cây nhỏ có Đốc Ghi này, nhỏ nhìn dễ thương lắm. Cây này hơi xấu một tí. Rồi hai cây vũ. Rồi 5 cây. 5 cây này 845.
Rồi 60 đi nha, 845 60 nha. Cây mở lết này nè. Size 350. Cái kìm này thì ok nè, vì nó hơi cứng rồi. Đó. Nó cứng anh em nha, nhưng mà răng cụ ok, với lại siro. Rồi 4 món này. Rồi để cho anh em 150 luôn. 846. 150k luôn anh nha, 846 150 luôn. Rồi 4 cây. 4 cây anh em ơi. Này cứng anh em ơi, này cứng nha. 1 2 này xây được. 21-17, cái này cũng 21-17 luôn. Cái này 19-21. Thôi giúp thôi. Còn cái này 14-17 sao nhỏ xíu à. Rồi 4 cái này cứng anh em nha. Rồi 160k. 8-4-7. 160k luôn. Rồi 848. Rồi ok anh em nha, cây này dặn được nè. Tại nó có một số à. Rồi lô này ok nè. Đó. Này nó tuôn rồi. Dạng đường đầu nè. Đấy. Này dạng được con đầu thôi. Rồi 1, 2, 3, 4 cây. 3 cây này dạng được ok. Còn cây này dạng được một phát thôi anh em nha. Rồi 4 cây này 180 luôn đi anh em ơi. 8 48 180 luôn. Đấy, ok đi luôn. Rồi bóng xì rô luôn em ơi, 2, 4, 5 cây. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cây, có cây này thì ok nè, Moruka này là bụi dẹp đây nè. Đó. Rồi. 2, 4, 5, 5 cây này 150 bao ship. 8 49 150k, 150 bao ship luôn nha. 849 150 luôn. Rồi 850. Cây kìm mới dịch này không thấy hiệu. Cây này của Sanki 150. Size 150. Này cứng giờ vệ sinh lại anh em nha. Mấy cái này kìm này cứng rồi. Có cây này thì vị trí giờ vệ sinh cho đẹp thôi nè. Rồi 1 2 3 4 5 cây. Rồi 5 cây này 850. 80 anh em nha, 850 80. Rồi 851, nguyên bóng kéo rồi luôn anh em ạ. 851 đây. Hai cái kéo này bén anh em nha. Anh em giờ vừa xin lại thôi. 2 cây. Kéo. 3. Này cứng rồi nè. 4. 5. Này kiểu nhôm. Giờ vừa xin lại mai da băng anh em nha. Này. Nhỏ mà bén luôn em ơi. Đi cắt cái nào là ngọt cái đó luôn rồi. Này thì vậy. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 cây 100k anh em nha. 851 100 luôn. Rồi hút thì nắm thì mớ luôn anh em ơi. Đấy, một cái kéo cắt con nè anh em. 21 17 ok. Size 250. Radio cũng cứng anh em nha. Giờ vệ sinh lại. Còn cái này nó hơi chết nè. Đó 1 2 3 4 rồi 80.000. 4 cây này anh em ơi. 852. 80 anh em giờ vệ sinh lại nha. 852 80. Rồi 853. Đây, tô vít nè anh em. 3 kê nha. Hai cái kìm này. Kìm này thì giờ vệ sinh lại anh em, chút thôi. Vệ sinh lại cây này nè.
mở dịch rồi, kéo này thì cắt được ok nè, kéo cắt vải nè, có mọc luôn anh em nha. Rồi 1 2 3 2 4 5, rồi 54 này 80 luôn em, 853 80 đó, 853 80 rồi, 854 123 cây này tiếp 13 này anh em ơi, tiếp này tiếp 13 cái này 21 17 14 cái này 21 rồi, 3 cây này 854 60 đi, 854 60 rồi, 855 2 mũi đục 17, một cái mũi khoan đục, một cái mũi đục 17 mũi nhọn này. Rồi 3 cây đó, 3 cây này 90 anh em nha. Đó, đưa 855 rồi 90 luôn rồi, 856 đây, vít này đẹp anh em nha, con này thì đây nè, ấy ma đinh gia băng đàng hoàng luôn, đây ba mức cài hay ba cài, ba cái làm luôn được em, cái này vít đóng anh em nha, à, lô vít này thì khỏi chơi anh em ơi, đây gia băng nè, đấy này là của gì Hoa Thị. Rồi 2 4 6 8 10 12 14 cây rồi, 100k anh em nha, 856 100 luôn đó, 856 trăm gì đây, 857 3 cây luôn em nha, đó 3 cây một lần luôn đi, 857 ok luôn nè, đây của tớp nè. Đó, mất cái đầu đây nè. Đó, rồi 3 cây này 120k luôn. 857 anh. 857. 120k luôn. Trăm mấy mã rồi. Nhiêu? 1 2 3 4. Rồi 4 cây này anh em ơi. Đó. 1 2 3 4. Kéo cắt ton anh em, giờ vào xin lại nha. Đó. Kéo cắt ton. Rồi 1 2 3 4 cây 60. Ok anh em ơi, 60 giờ vệ sinh lại nha. 858 60k rồi, ok. Đó. Tám năm chín bơm mỡ bò anh em nha, mà này không thấy nó lên nè, hết mỡ hay là nó hết gì đó em không biết đâu anh em nha. Rồi 80k cho anh em giờ nghiên cứu nha, hên xui 859 80 luôn em ơi, lấy xìm đường kéo gì đó hút đại, biết anh em xài cái món nào đâu, nay cứ quay lên thí coi giờ anh em ưng ý món nào thì anh em chốt món đó thôi chứ. Đấy. Rồi cái này thì nó hơi cứng, cái này có mọc nha, nó bén đó nè. Đấy, một cây nè, cây kéo này thì đậu dài đó. Đây. Ok luôn. Rồi. 1 2 3 4, 4 cây. 4 cây này 100 anh em nha. 8 nhiêu? 60. 860. 100 luôn. 860 100. Này 1 cây luôn. Rồi một lô này luôn em ơi, một cái mở lớn nè. Đấy, giờ vệ sinh lại nè. Rồi cái kéo này. Kéo này mẻ đầu phút đi. Bù vô lại cái kéo này đi, kéo này nó bị gãy, nó gãy mũi nó bén luôn nè, mà gãy mũi nó bén đó. Đó. Cây mở lớn rồi, cây này xay hơi mềm mềm tí nè, đó. Rồi cây đốt ghê luôn, đó. Dài nè, 1, 2, 3, 4, 4, 2 8, 6, 1 Rồi, 120 luôn. Đấy, 4, 4 này, 120 em giờ vệ sinh lại nha. 8, 6, 1, 120. Rồi, hai cái này quét bê tông này nè.
này 5 cm anh em nha, 5 cm từ đây qua tới đây 5 cm nè. Hộp kim còn nguyên mới tinh anh em. Đây hộp kim thì nó cũng còn nhưng mà không bằng cái cục này đâu. Nó cũng đo từ bên này qua bên này cũng chưa được 5 cm, nó có 4/8 thôi. Đấy, cái này to hơn. Rồi hai cây này 150 anh em ha. 862. 150 luôn. Rồi 862 150k. Rồi hai cái này 3 kg nè anh em. Hai đầu búa này 3 kg, 150 bao ký nha. Hai đầu búa này 3 kg anh em ơi. Nè, anh em coi. 11/5 nè. Cái này 45 đấy. Hai cục cái tròn. Cái vuông tam giác đấy. Rồi. 150 anh em ơi. 863. 863. 150 bao ship nha. Rồi hai cái mà ní này hả? 14 anh em ơi. Đây 14. Này 14 luôn, hai cái như nhau. Rồi hai cây này 100k anh em nha. 864. Rồi 864 100k hai cây luôn. Đó. Rồi một cây mở lết size 350 anh em ơi, một cây nè xà ben anh em, lô này nặng 4 kg luôn anh em nha. Đó, nặng 4 kg luôn. Rồi 540. Này năm mươi ba nè anh em nha. Đó đó nè 70. Hai cây xà beng với một cây mơ lết nè. Rồi 180 anh em ơi. 865. 865 180k luôn. Rồi 866 này của KTC gì đây. Đấy, răng cổ ok anh em nha. Đấy. Này ok. Đây hơi cũ cũ thôi, MCC 350. Rồi hai cây 150 anh em ơi. 866. 866. 150k. Đó là bao ship rồi anh em nha. 150 là bao ship, còn dưới 150 thì không có bao đâu anh em ơi. Mấy ký là. Rồi hai cây xà beng này với lại cây này bị gãy, cái mũi anh em nha, nhưng mà trong này nó còn cắt được nè. Đó. 8 nhiêu? 867. Rồi 867. Rồi 120 anh em ơi. Đó, 867 120. Đó. Đấy, này. Rồi, cái này thì ok nè, cây này thì ok nè, hơi cũ thôi. Còn cây này thì nó bị méo mỏ rồi anh em ơi. Anh em giờ dọn lại cái cây này bị méo mỏ rồi nè. Rồi hai cây này 100k luôn cho anh em về dọn luôn. Nhiêu? 868. 868. 100 luôn em ơi, 868 100 luôn. Còn cưa. Đây cái mấy cái cạm lớn. Rồi một mấy cái cưa này em ơi, cưa tay nha. Đấy. Đây. Cưa tay. Giờ anh em gãy cái kén rồi. Đó, lưỡi nè, lưỡi. Rồi 1 2 3 4. Đóng này. Rồi 50 cho anh em luôn. 869. Rồi 869 50 luôn. Rồi 870, này lotter. Đó. Size 150 lotter. Ok anh em nha. Ra vô bình thường nè. Rồi cây này 150 luôn. 870. Rồi ok được rồi. 4,6. Nhiêu? 4,6. 4,6 rồi. Rồi cái này 250 anh em nha. Đó. Cái này to lắm như cái máy bay ấy. Rồi. 871. 871. 250 thôi được. Cái này 15 này anh em ơi, 15.5 chắc cái này size 14 thôi.
Rồi 871 250 luôn. Rồi 872, cặp này 100k luôn anh em nha, nặng như cái đúng là sắt luôn. Rồi 872. 100 luôn. Rồi bốn cái này xúc đất anh em nha, một cái sủi nè. 1 2 3 4. Bốn cái rồi 60 luôn anh em ơi. Đó. Rồi 873 60. Rồi 874 một đống luôn. Kìm này hơi mẻ khúc đầu anh em nha, này. Mẻ ngay khúc đầu thôi nhưng mà ở trong không sao. 1. Còn cây này bị mẻ miếng luôn rồi. 2. Mẻ miếng ở đây nha. Đó. Mấy cái kìm. Đây cái cặp gì đây nè. 3 4 2 4 5, 5 món rồi. 70 anh em ơi. 874 rồi 70 luôn. Đó, 870. Rồi 875. 1 2 3 4 5 6. 6 cây anh em nha. 1 2 3 4 5 6 cây. Rồi 80 luôn anh em ơi. Anh em giờ vào xin lại nha. Đấy, có cái nó cứng, cái nó không cứng. Rồi cái nào cũng cứng luôn rồi. Tìm. Rồi 80. 875. 875. Rồi 80 giờ vào xin lại anh em ơi. Rồi đưa bây giờ. Rồi 876. 4 cây. Còn vũ không? Đem vũ hết rồi kìa. Rồi. 1 2 3 4 5. Rồi 5 cây vũ này anh em ơi. 5 cây vũ. Tròn có cái gì cũng có anh em ơi. 876. Rồi 876 cái này để cho anh em 70 đây anh em ơi. 876 70 nha. Này hãy cho đi. Cáo này nặng 6 kg luôn anh em ơi, hàng của top nha, ra vô bình thường nè. Đấy. Rồi cây này 400 anh em nha. Đó, size 250 hàng của top. Đó, size 250 có đây không còn đâu. Ra vô bình thường. Này chứ còn giờ xài luôn em ơi. Đấy. Nó ra vô bình thường á. 877. Rồi 400 luôn. 877 400. Lấy mấy món nữa người vậy. À, đó, đúng vậy luôn. Ừ. Này nặng hơn size 250 của Sanky anh em nha. Cái này size 250 của Sanky cũng ra vô bình thường nè anh em ơi. Đó, hai cảo như nhau. Đó, thằng kia của top này của Sanky. Rồi, này nặng hơn kia nó mấy lạng anh em ơi. Rồi 400 luôn. Đó, 878 400. Rồi 879 cảo ba chấu nè anh em nha. Rồi 800 luôn. Cảo số 8 anh em nha. Đi cảo số 8. Cảo ba chấu. Đó, 879 được rồi. 800 hả? Rồi 879 800k. Rồi em kết thúc chương trình ở đây anh em ha. À. Rồi em sắp xếp rồi chiều sẽ quay tiếp cho anh em ha. À. Tại nãy giờ ngồi mấy tiếng rồi cũng hơi đuối. Rồi cái này 800k là cảo số 8 anh em nha. Để em đo lại cái mã cuối cùng. Đo đo nha. Anh em giờ vệ sinh lại cái phần này anh em nha. Giờ vệ sinh lại cái phần dặn dặn nè. Rồi 28 nè. Cái cây nó là 28, còn cây này thì 30 nè. Đó, cảo ba chân anh em. Cảo ba giò nha, nó rất là to luôn, cảo số 8. Hàng của Super. Không phải. S450 gì đây. Đây số 8 này nè. Rồi. Mã 879 800k. Rồi em xin kết thúc video đây. Chúc anh em một ngày mới nhiều sức khỏe thôi. Hẹn gặp lại anh em nha. Rồi.